Trải qua hai vòng thi thì Trang vẫn còn hai sự lựa chọn, đó là nhạc cách mạng và nhạc trẻ. Và trong đêm thứ ba này, Trang chọn cho mình dòng nhạc cách mạng. Bài hát Trang lựa chọn đó là bài hát Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh. Bài hát này là một bài hát rất là xúc động khi viết về những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Và Trang biết rằng có rất nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công ca khúc này, nhưng mà Trang quyết định rằng Trang vẫn lựa chọn ca khúc này và Trang sẽ hát ca khúc này bằng tất cả những tình cảm của Trang. Một miền xa một miền xa
Thưa quý vị, thí sinh Vũ Minh Trang, 24 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình với ca khúc Miền Sa Tẩm, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, một ca khúc truyền thống cách mạng. Và ngay bây giờ chúng tôi rất mong muốn được nghe ý kiến đánh giá từ phía ban giám khảo. Xin mời. Chào Trang. Trang chọn ca khúc này, chị rất thích. Đây là một ca khúc cách mạng mà khi mà nghe những ca từ của ca khúc này lên thì khiến mọi người nghe đều cảm thấy rất là xúc động. Tuy nhiên chị hơi tiếc một chút ở cái đoạn đầu tiên khi em vào, chị thấy nó có một cái sự gì đó nó hơi căng thẳng một chút. Đặc biệt là cái đoạn vocal đầu tiên thì cái hơi của em nó chưa được chắc chắn. Nhưng mà đến gần cuối bài thì chị lại thấy được, em đã lấy được cái bình tĩnh của mình. Có một cái đoạn mà chị chưa thích đó là cái chữ không về. Không về em luyến, cái luyến của em phải để ý lại. Để cho cái lần sau em chọn cái bài gì đó thì em phải để ý những phần luyến láy của em nó chưa được mềm mại. Các cái nốt cao, đặc biệt là chữ sông. Chữ sông thì cái chỗ đấy là cái chỗ mà em cần khoe giọng mình nhất. Thì cái lúc đó, cái đoạn đầu tiên thì chị chưa thấy, chị cảm giác nó vẫn còn thiếu hụt gì, điều gì đó. Tuy nhiên đến cuối bài thì em lại lấy lại được và em lại làm cho chị cảm giác là cái bài hát này hôm nay em đã thể hiện đúng là mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin chúc mừng Trang. Hôm nay Trang mặc một cái áo dài rất là đẹp. Chị cũng rất là thích cái bài hát em chọn. Hôm nay vẫn rất là có cái đất để mình thể hiện và khoe giọng hát của mình. Nhưng mà chị muốn góp ý cho Trang một điều là chị thì chị vẫn muốn rằng trong cái nỗi đau vẫn có phải nhìn về phía trước và phải có một chân trời rộng mở. Chị nghĩ rằng là em hát nó hơi bị bi lụy quá, bị kịch tính quá. Chị nghĩ rằng là nếu mà mình hát nó mở rộng cái chân trời hơn và cái sự chờ mong của mình sẽ đợi được cái nó sẽ thành cái sự thật là người đàn ông và người của mình là luôn luôn bên mình, tức là cái sự tưởng tượng ấy nó rộng hơn nữa thì cái bài hát sẽ chinh phục khán giả nhiều hơn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và ngay bây giờ là số điểm mà ban giám khảo dành cho phần dự thi vừa rồi của thí sinh Vũ Minh Trang. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,10. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,90. Và nhạc sĩ Việt Anh 19,20. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng bình chọn cho Vũ Minh Trang bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 05 và gửi đến tổng đài 8483. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo.